Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 25 tháng 6 năm 2023. Siêu sấm sét đùng đùng đoàng đoàng đánh đúng vào thủ đô Bắc Kinh và một số khu vực khác của Trung Quốc. Biển Đông vẫn tiếp tục dậy sóng khi tàu chiến của Mỹ và Úc áp sát hải quân của Trung Quốc quanh quần đảo Phú Lâm. Kính thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, rất nhiều tờ báo của Trung Quốc đưa tin vào đêm ngày hôm qua bất ngờ một trận siêu sấm sét đã ập đến đánh trúng cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình ở thủ đô Bắc Kinh, khiến các quan chức của nước này phải chui xuống hầm để trú ẩn. Rất may sấm sét đã đánh trúng cột thu lôi. Nếu không, ông Tập Cận Bình đã bị trúng sấm sét. Theo nguồn tin cho rằng, nếu thần sấm, thần sét có đánh trúng ông Tập Cận Bình đi chăng nữa, thì người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không rửa hết được tội lỗi, bởi vì những gì mà ông ta gây ra cho thế giới là rất nhiều. Có thể kể đến việc ông không ngừng tăng cường lực lượng quân đội, quân sự của Trung Quốc rầm rộ tiến ra ngoài Biển Đông, hòng chiếm đóng các quần đảo ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra, ông Tập còn lợi dụng dịch COVID-19 để bán các mặt hàng như khẩu trang y tế, máy trợ thở cho 50 nước trên thế giới, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, với mức giá trên trời nhằm trục lợi và mang về một lượng tiền khổng lồ cho Bắc Kinh. Không những thế, ông Tập Cận Bình còn lấy tiền ủng hộ của các nước tài trợ cho người dân Trung Quốc bị lũ lụt thiên tai để tiêu xài. Ngoài ra, ông còn dùng tiền đó đầu tư vào việc đóng tàu chiến để đem ra ngoài Biển Đông. Ngoài ra còn rất nhiều tội lỗi khác. Chính vì vậy mà mưa to, bão tố cũng như lũ lụt liên tục đổ dồn dập vào phía Trung Quốc, làm cho con đập Tam Hiệp lớn nhất của nước này chuẩn bị vỡ. Và khi nó vỡ, chắc chắn chính quyền của ông Tập sẽ bị xóa sổ, khi đó thế giới chắc chắn sẽ được bình yên. Kính thưa quý vị, theo thông tin mà chúng tôi vừa mới thu thập được từ những trang mạng xã hội như TikTok và một số tờ báo Trung Quốc cho biết, vào rạng sáng ngày hôm nay, Trung Quốc đã hứng chịu thêm một trận động đất dữ dội mạnh 5,1 độ Richter, tâm chấn cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 60 km. Trận động đất trên đã làm rung lắc mạnh những tòa nhà cao tầng tại thủ đô Bắc Kinh và những vùng lân cận. Còn những nơi gần tâm chấn động đất, nhà cửa đã bị đánh sập. Bởi vì mưa lũ nhiều ngày qua đã khiến cho nền đất ở Trung Quốc đang rất yếu, nay gặp trận động đất là bị bung lở, khiến cho 30 ngôi nhà bị sập, hàng ngàn hecta hoa màu bị tàn phá, thiệt hại là vô cùng nặng nề. Không những thế, mưa to đến rất to vẫn tiếp tục dội hàng ngàn tấn nước xuống Trung Quốc. Và theo Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt Trung ương Trung Quốc, thống kê cho biết, tính đến ngày hôm nay, Trung Quốc đã vừa tròn 60 ngày đêm không có mặt trời. Bầu trời của Trung Quốc liên tục xuất hiện màu xám xịt, âm u và đen tối. Nhiều ý kiến cho rằng dường như ông trời vẫn tiếp tục giáng những đòn đau thương xuống Trung Quốc để trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình về những đường lối sai trái mà ông ta đã gây cho Việt Nam và cho những nước trên thế giới. Dường như Đức Chúa Trời vẫn chưa buông tha cho Trung Quốc. Thưa quý vị, vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay, trong một bản tin dự báo thời tiết trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nước này đã cho biết Trung Quốc tiếp tục sẽ phải đón nhận và đối mặt với 8 trận mưa to đến rất to, cùng lũ quét, lũ ống, sạt lở và vòi rồng sẽ xuất hiện ở vùng thượng nguồn cũng như hạ lưu con đập Tam Hiệp và sông Dương Tử. Và nếu như điều này xảy ra thì khả năng con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sẽ bị vỡ lên tới 99% và các nước cần lưu ý đối với Trung Quốc vì nhiều khả năng họ sẽ lại tiếp tục vượt biên trái phép tràn sang để tránh trú khỏi con đập Tam Hiệp và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao. Mưa bão giật cấp 17 bất ngờ ập vào Trung Quốc vào rạng sáng ngày hôm nay, nhấn chìm một số khu vực ở tỉnh Hồ Nam, khiến cho khu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn ở thành phố này tiếp tục bị chìm trong mực nước lên tới 4 mét. Nhiều nơi trũng ngập tới 5 mét đến 6 mét, khiến cho nhiều người dân của Trung Quốc tiếp tục khăn gói quả mướp, di chuyển đi các nơi để trú ẩn. Còn người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho là vẫn đang mải mê điều quân đội của Bắc Kinh, mang theo máy bay, tàu chiến cùng vũ khí hạng nặng, vũ khí sát thương, tên lửa tiến ra ngoài Biển Đông, hòng đe dọa các nước trong khu vực. Người đứng đầu Trung Quốc được cho là đang đi chiếm đóng các đảo ở ngoài Biển Đông, không lo cho dân chúng của nước mình khi mà lũ lụt và động đất sóng thần, lũ quét, sạt lở, đê bao bị vỡ liên tục xảy ra đối với 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc, làm cho hàng triệu người dân của nước này phải chạy toán loạn đi lánh nạn. Rất nhiều dòng người của Trung Quốc tranh nhau bỏ ra 5.000 nhân dân tệ để được các môi giới đưa người trái phép vượt biên sang Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả đã bị lực lượng biên phòng của Việt Nam bắt tại trận và cho đi cải tạo gấp nhằm răn đe những tên tội phạm Trung Quốc muốn đưa dịch bệnh lây nhiễm vào đất nước của Việt Nam.
Kính thưa quý vị, vào lúc 19 giờ địa phương tối ngày hôm qua, trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong bản tin về dự báo thời tiết đã nói rằng mưa to gió lớn vẫn tiếp tục càn quét nước này. Đến rạng sáng nay, những cơn mưa to đến rất to vẫn tiếp tục trút hàng ngàn tấn nước từ trên trời đổ xuống phía Trung Quốc, làm cho hệ thống điện, đường, trường, trạm tại một số tỉnh như Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy và Tứ Xuyên tiếp tục bị nhấn chìm trong dòng nước lũ. Người dân của Trung Quốc tiếp tục tháo chạy vào những vùng lũ quét, sạt lở ở hạ nguồn con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp để đi tránh trú. Các nước có đường biên giáp với cả phía Trung Quốc như Lào, Việt Nam, Myanmar, Triều Tiên, Nga là những nước mà người Trung Quốc muốn chạy sang để tránh lũ. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!